Chào tất cả các bạn. Thì ở đây mình có một cái máy đo nội trợ mình vừa mới nhận được hồi chiều nay. Thì muốn review qua cho các bạn xem. Thì ở đây thì như trước mắt các bạn cũng có thấy là có hai phiên bản. Những cái máy này vừa đo được dung lượng vừa đo được nội trợ này các bạn này. Ví dụ như con Nito Karala này, Ni 500 này, khá là thân thuộc với các bạn. Nhưng mà sau một thời gian dài mình sử dụng con này thì mình đánh giá là cái đo nội trợ của nó cực kỳ là kém. Tại sao mình lại nói như vậy? Là mỗi lần mình tháo pin ra hay nắp pin lại, nội trợ nó lại bị thay đổi đi một chút. Cũng có thể là đây là cái đánh giá của mình thôi nhá. Còn mỗi người có một ý kiến riêng. Thì sau khi sử dụng con này mình thấy chán. Mình thấy không không ok lắm, chỉ để chức năng sạc thôi. Và xả đo đo dung lượng thôi. Thì thấy còn tạm được. Mình đã chuyển qua một con phiên bản có vẻ là ok hơn một chút. Đó, nó là con VC4 Plus. Thì đây là cái vỏ của nó này các bạn này. Đây nguyên nguyên bộ của nó là như thế này. Đó, và có đi kèm thêm một bộ sạc nữa. Đó. Nhưng mà hai con này không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó. Tại vì con này cũng sau một thời gian đo thì mình cảm thấy cái nội trợ đo của nó cũng không được được vừa lòng của mình, thì mình đã đặt mua một con máy đo chuyên dụng nội trợ chuyên dụng mà các bác hay sử dụng để đo pin, đo nội trợ pin ấy, để kiểm tra chất lượng của pin xem có tốt hay không ấy. Đó, thì con này thì là khá là thân thuộc với các bác chuyên sử dụng để đo pin rồi, nhưng nó có một điều mới mẻ hơn một chút là đây là phiên bản mới nhất các bạn nhé. Nó là cái phiên bản là IR1035 cộng, hay mình còn gọi hay còn gọi nhanh là IR1035 Plus. Đó, thì trước đây nó sẽ có các phiên bản là 1030 và 1030 cộng. Thì bây giờ nó là cái phiên bản cao hơn. Nó là 1035 cộng. Đó thì giao diện thì cũng đặt mặt trước của nó cũng như con 1030 thôi. Nhưng mà trước thì ngày trước thì là cái phần phần là, phần US, ở đây nó phần là USB này. Bây giờ chuyển qua cái jack bốn chấu như thế này, cảm giác nó chắc chắn hơn. Và có một điểm đặc biệt thì phiên bản cao hơn thì giải đo cũng rộng hơn. Nó có thể đo từ 0V cho đến 100V DC. Đó. Và nội trở nó đo được tối thiểu là 0,01 mini ohm và tối đa là 200 ohm. Đó, ok. Giao diện khi mà đo thì cũng không khác gì với lại phiên bản 1030 các bạn nhé. Và 1030 cộng. Thì đây là phím power, phím bật tắt nguồn. Phím này là phím hold, phím giữ lại các trạng thái để nó không bị nhảy loạn lên khi mà mình đo. Còn Ranger là điều chỉnh giải giải đo nội trở. Ranger U là để điều chỉnh giải đo điện áp. Đó, bây giờ mình ấn thử cho các bạn xem này. Đó, 200 mini ohm. À, 20 mini ohm, 200 mini ohm. 2 ohm và 20 ohm. Tối đa là 200 ohm. Và chế độ là auto R này các bạn này. Mình thường để chế độ auto R và auto U. Ở đây thì Ranger U là để thay đổi giải điện áp của 1V, 10V, 100V và auto. Đó. Thì khi mà mua thì các bạn có rất là nhiều các sự lựa chọn khác nhau. Thì mình chỉ mua kèm theo một cái kẹp thôi. Như các bạn thấy đây thì mình chỉ mua thêm một cái kẹp thôi. Còn bình thường thì các bạn có thể mua thêm hai cái đầu kim và kẹp, hoặc ngay cả một cái giá để kẹp pin bằng mica chẳng hạn. Nhưng mà mình không cần đến mấy cái thiết bị đó, vì đa phần mình kiểm tra pin là pin 32650, dạng có chấu, có đầu vít, và pin bên mình mới nhập về hàng bãi kiểu dạng như thế này, thì nó có các chấu cứ khá là lớn rồi. Thì mình chỉ cần kẹp thôi, kẹp đúng chiều âm dương và đo nội trở thôi. Thì sau sau khi tham khảo thì mình thấy là cái máy đo nội trở này là đảm bảo được chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Thì mình đặt mua con phiên bản cao cấp nhất sau khi sau, đó, nó là con IR1035 cộng này.
Bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé. Các bạn chỉ cần kẹp đúng chiều âm và chiều dương vào đúng cực của quả pin thôi. Và kết nối. Thì ở cái phần này nó có một cái rãnh này các bạn này. Bạn thấy không? Có một cái rãnh thì các bạn ở đây thì cũng có một cái rãnh thì nó để cho nó khớp vào nhau thì các bạn để ý. Nếu không ấn nó sẽ không không vào đâu. Đó. Điện áp bây giờ là 3,2626V và nội trở của nó là 13,05 mA. Đó. Thì như tham khảo datasheet thì mình thấy là cái quả pin lithium phosphate 3,2V 10A này thì nội trở dưới 20 mA là ok nhé các bạn nhé. Thì ở đây là 13 mA, 13,07 này. Thì mình khi mà bán pin thì cũng phải kiểm tra dung lượng và kiểm tra nội trở xem pin còn chất lượng hay không. Đó. Tiện đo được thì mình ghi luôn 13,07 hay là 13 mA. Đó. Mua đến tận 3 thứ để đo nội trở nhưng mà đến con cuối cùng là chuyên chỉ đo nội trở thôi. Thì mình cảm thấy chất lượng ok nhất, cảm giác an tâm nhất. Và những lần đo lại, kể cả các bạn có đo lại nhiều lần thì nó cũng vẫn cho một cái kết quả thôi. Chứ nó không bị nhảy loạn so với mấy cái con như VC4 Plus hay là con Li 500 này. Nó 13 mA nữa các bạn này. 13,07. Giống như kết quả lúc nãy mình đo. Thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn về cái phiên bản mới nhất của cái máy đo nội trở chuyên dụng này. Thì bài sau thì mình sẽ làm một bài để thử review nhỉ. Review xem đo nội trở xem nó sai số giữa ba cái con có thể đo nội trở này. Xem nó có gì khác. Còn mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.